đứng yên. Wow, trời ơi, cái cây trên 400 năm. Đặng Trang chào mừng bạn đến với kênh Ta Chọn Hạnh Phúc. Ngày hôm nay là một vlog du lịch của gia đình mình. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi thăm vườn quốc gia Cát Tiên nha. Đây là quang cảnh buổi sáng ở homestay Trang ở. Các bạn có thấy mấy con gà mái nó đậu ở trên cái thành của cây cầu này không? Nó thấy tụi mình lại nó chạy mất tiêu. Đây, không khí rất là trong lành luôn. Đợi ba mẹ mình lên kìa. Đây, vườn quốc gia Cát Tiên. Hôm nay thì mình sẽ mua vé vào tham quan vườn quốc gia Cát Tiên. Ơi, bao nhiêu tiền một vé chị? Dạ. À, đây cả nhà em nè. Dạ. Khoảng nhiêu một vé? Với gia đình chị vườn này khoảng nhiêu, nhưng mà gần đấy này 20 người á, chị em cũng được giảm 50%. Ôi vé hả? Đã vậy. Trời, em cảm ơn. Là tổng cộng hết là nhiêu ta? 10.000 vé thôi, em vé nhỏ kia. Thích ra cho người ta thích cái chụp. Chích phúc xích ra con. Con, xem nhận cái này. Xích ra con. Rồi cho em gửi chị. Dạ, em cảm ơn chị. Lấy vé đi con, cầm vé cho mẹ. Dạ. Đi con, đi. Mua tạm cái nón. Ồ, nón lá nè. Cho em mua nón đi chị ơi. Nón lá dép Lào. Dạ. Ở chị đó. Dạ. Thôi chị hả? Mua nón. Nón lá này hả? Dạ, mua anh nó dép vậy. Dép này nè. Dép bự á. Nó dép bự. Ừ. Cái này đợi đợi đi. Đưa cái nón này hay cho tôi rồi. Cái đó nhỏ xíu à. Trời, nó nhỏ thôi. Nè, nhìn coi được không? Bác. Được. Bác. Ba kìa. Cái này thở móng. Ừ. Ủa, chỉ có cái quán bên đó đó hả? Dạ. Dạ. Đi xuống phà. Có ai mà mua đồ mà mua thiếu không trời? Mua đồ thiếu luôn. Đi xuống phà nha. Đi qua vườn quốc gia Cát Tiên. Ê, đẩy lại lần đi nè con. Qua bên kia không ạ? Bé có bé chưa? Dạ có. Có bé rồi. Bé đâu Vinh? Đi. Cả nhà thấy dòng sông có đẹp không? Sông này chia ra làm hai nhánh nè. Sông này là sông Đồng Nai á cả nhà. Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu rừng chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý báu, trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, với hơn 71.000 hecta được bao quanh bởi 90 km sông Đồng Nai. Vườn quốc gia Cát Tiên có chức năng quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Rừng là nơi tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú của động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống và bảo vệ sức khỏe của con người. Trong thời chiến tranh, vùng đất bây giờ là vườn quốc gia Cát Tiên này đã là một phần của căn cứ địa chiến khu D rộng lớn, gánh chịu bom đạn, nhưng may mắn là không bị tàn phá nhiều, nhất là ít bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Do vậy, tính nguyên sinh của rừng được nhanh chóng phục hồi. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2001, vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 và là khu dự trữ sinh quyển thứ 2 của Việt Nam. Anh đó là lái xe điện gì kìa? Ủa, xe đâu ta? Dạ.
Ở đây là có 7 tuyến tham quan hay thực vật và cảnh quan. Bào sấu nè, cây đa lộc giao, cây si châm thân, thác trời, rừng bằng lăng đà cổ, cây tùng cổ thụ, cây gõ bát đồng, gền bến cự. Ê, quá gền không? Gền đẹp quá. 1,3 km gần nhất kìa. Gền cận không? Gền đi ha. Gền nè, rồi nè. Cây cổ thụ không? Cây tùng cổ thụ 0,8 km kìa. Thì đi trồng 14 km là đi này đi. Hãy tiếp theo qua này đi. Chạy xuyên rừng được không? Chạy xuyên nổi không? Cái xe đạp mà sớm mới đỡ xe đạp khác đi mẹ. Kìa, bên đây là có trời, trong công nhận lắm, mát thiệt nha. Đúng là không khí trong rừng á. Cây này cây gõ đỏ hả bà? Cây dầu con rái đẹp quá à ba. Lâm ở đây là cái gì vậy ta, trụ sở làm việc của vườn quốc gia Cát Tiên đã bên đây à. Rồi, trung tâm du khách là bên đây, mình đi qua đây mình đăng ký dịch vụ ha. Xe của ta đôi khi để đâu mình được, có cái cái kiếm ta bắt đền đấy. Nghe là để lấy xe lại cho cũ chứ nghe. Đây là một cái xịt thuốc chống mũi vô. Đừng lấy xe của tôi, có khách. Đó, đây là đường này đó. Mình đó ha. À, đi xe đạp á, đi cái gì chị em đi xe đạp đi nè, con em đợi cho. Không muốn đi xe đạp bằng đường này là tại cũng lâu dài đi thấy được đẹp không? Được, đẹp quá, mát quá. Đây này chỉ còn mấy đường bảo vệ mới còn thiên đường nhất. Dẫn con vào rừng cùng con khám phá thiên nhiên, để con dạo chơi trong khung cảnh thiên nhiên cũng là một cách tuyệt vời để các giác quan của con thêm nhạy bén. Con được nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi, được ngửi hương thơm của các loài hoa rừng, hương thơm của các loài cỏ dại, được tự tay chạm vào những hòn đá, những ngọn cỏ, thấy được thế giới của các loài côn trùng trên lá, trên mặt đất, sẽ giúp cho con có hiểu biết sâu hơn về thiên nhiên. Và đặc biệt là cả gia đình sẽ được hưởng một bầu không khí trong lành không nơi nào có được. Mình có xịt thuốc rồi chưa? Dạ, rồi. Nó xịt chưa? Dạ, xịt rồi. Con xịt rồi chưa? Chưa rồi. À, để xuống đi con. Đây, phải xịt thuốc. À, điểm tham quan cây tùng cổ thụ. Dạ. Cây mắc cỡ nè. Nó. Rồi đi con, đi kìa, đi theo kìa. Giờ. Có chừng lọt. Wow, cái rễ là nó mọc ra tới đây luôn vậy đó ha chú. Wow, trời ơi, trên đó có lan. Wow, cây gõ đỏ nè, cây gõ đỏ nè, cây này gỗ quý nè. Ôi ơi, cây nguyệt quế, trời, cây nguyệt quế bự. Cây nguyệt quế gì mà nó bự dữ vậy nè. Wow, cây nguyệt quế nè trời,
nó có thể bự đến như vậy luôn á, nó có trái luôn rồi cả nhà. Cây nguyệt quế mà ở nhà mình trồng cái hoa nó thơm thơm á đó, không ngờ là nó bự vậy luôn á. Là cây mắc cáo, cây mắc cáo. Ủa cái này cái gì bự quá, nên cho nó tách ra làm hai thân. Đây là nhọc nhiều hoa. Mình đi coi cái tùng cổ thụ nè. Bằng lăng xoan. Ồ, cây châu chấu. Cái đó là cây châu chấu. Trào tráo. Ồ, cây tùng cổ thụ kìa. Không, không phải. Ở bên trong. Cả nhà nhìn đường đi nè. Wow. Cái gì vậy? Đứng yên, đứng yên. Đứng yên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Nó bị con dắt ra. Nó bị con dắt. Không sao, đây, đây, đây này. Đấy, nó là... Nó chết. Cái thuốc này vào thì nó cũng chết. Thế nên đưa... Không sao, không sao, không sao. Đấy, nó chết rồi, thấy không? Rồi đây vô đi con sợ cũng chết hả? Đấy, đừng nghiệp quá. Nó cứ sợ lắm. Cứ sợ rồi đấy, bác xịt. Xịt đừng, đứng, đứng yên, đứng yên, để yên. Kiến cũng chết rồi. Nghiệm đó con. Kiến mà hả? Anh thưa chị. Rồi, đeo vô. Ôi trời trời, kiến không mà đi lẹ đi. Nguyên bài kiến này nè ông ơi. Ê ê. Hình như nó cũng đeo con nè bác ơi, bác xịt cho con. Đây nè bác ơi, bóc cây giùm con đi bác ơi. Cái cây đó, đâu rồi? Trời ơi. Đâu rồi? Rồi ga rồi, ga rồi, ga rồi, nó ga rồi. Đấy nó ngồi tôi nó chết. Đi, đi nha. Em đâu đây anh? Đây, đây, đây. Đâu, nè. Cái này nó cắn á, không có cái, không có. Đâu rồi, tôi. Được rồi, được rồi. Sao tôi dép nhiều? Đây. Đúng rồi, thịt dép nó cười. Cười quá à. Đi đi, nó nhỏ xíu hà. Dắt lắm nha. Đi ra trên đây. Ẩm ướt nè. Ẩm ướt. Mệt quá, thịt lắm. Đốt nhiều lắm. Không sao đâu, cứ đi đi. Mấy giờ chưa tới mà nghe xạo quá vậy. Mặt váy nè trời. Tại vì đi du lịch mấy ngày trời hết đồ rồi. Chỉ còn duy nhất coi. Cái váy này phải mặc thôi chứ không còn sự lựa chọn. Vinh nào? Là buổi sáng nó có vượn. Nó hay đi cành. Wow. Yeah. Trời ơi, cái cây trên 400 năm. Qua wow, trời ơi cái rễ nè. Ủa cái rễ, ấy cái chân con dơ rồi, dơ chân mẹ luôn. Cái này dưới đây nè dạ. Cái này chỉ là cái rễ thôi hả? Qua. Qua trời trời. Cái này thì tắt đèn làm cách rồi. Đâu? Mặt chính chưa? 400 năm nè. Cái này cái chân là không biết quá đâu đấy. Quá trời luôn à. Thế là dạ. Dạ chứ là cái hứa ở đâu đâu rồi. Đấy, rớt ngay. Rớt rồi. Nó bị dính thuốc rồi. Sợ quá. Nè, con xịt tí dép bao nhiêu phút. Nè. Nó dốc. Vắt nó đeo. Ok, vẫn là cây. Cái tùng. Mà lắm. Dạ. Đi ra thôi. Đường này nó sẽ đi hơn tí. Dạ. Cái cây tung trên đường 16 là 700 năm rồi. Nhìn nó to, hổ về không chưa? Ờ. Đó. Trên đường 16. Đi 16 trong này có cái hồ. Con nhìn nó giống cá cái thác sấu. Quá ha chú. Hồ cá sấu. Ờ, hồ cá sấu. Còn gọi là bào sấu đúng không? Người dạ. Để cái bào. Thì khu vực cái nó trũng nó đặc nước. Thì đây là cái bào. Nhưng mà rất nhiều cá sấu. Dạ. Mấy cái con cá sấu. Dữ nha. Ừ. Mấy số trăm đó, con là nó tự nhiên luôn hả bác? Số thiên nhiên đấy. Ồ. Nhưng mà trước loài này thì nó đúng là nó là ở vùng đất này. Dạ. Cách đây mấy chục năm là nó tưởng bị tuyệt chủng rồi. Ừ luôn kìa.
Quá trời bự. Vâng. 5 ngọn. Trước nữa là 6 ngọn, nhưng sau có 1 ngọn nó đã bị mục. Ồ. Gãy mất rồi. Ừ. Còn lại là 5 ngọn. Dạ. Cây bằng lăng. Dạ, lớn rồi. 5 ngọn. Quá. Wow. 500 năm. Ồ, 500 năm. Đây đường kính của cây. Wow. Này nó lên 2 mét mấy. Quá trời luôn. Cây bằng lăng 500 năm nè. 6 ngọn mà nó gãy hết ngọn rồi còn 5 ngọn. Cây thiên tuế. Gỗ quý cẩm lai nè. Wow. Con. Bán luôn. Họ lên xe nó xịt cái nữa để họ nó thuốc cái là nó không bán. Cái dép nhóc hết trơn ạ. Ồ, dép con cũng có nữa nè bác ơi. Đúng rồi, dép nào không có hết. Mình cả dính kìa. Đâu, thôi thì mình đi đâu đó. Không sao, đừng sợ con. Đâu. Mình dính kìa mấy việc. Rồi đi ra đi, không nên thuốc vào rồi nó không kìa. Đi. Nó cứ bác luôn đi. Bác sạch lên. Này. Đâu. Đây. Trời ơi. Đâu. Đâu đi. Bác ơi, sao giùm con. Đâu thế nào? Nghe rồi. Đâu? Hết rồi. Hết rồi. Này nó không ấy được. Hết rồi. Ôi, bác xin con đôi dép. Được rồi. Quá. Ngồi hết. Đâu? Hết bây giờ đi. Đi lẹ đi. Nó trơn nó té đấy. Đi xịt nhiều. Đi lẹ đi. Sợ quá trời luôn. Thôi. Con sợ quá bác ơi. Tới kìa. Chắc cũng có. Cho con còn có một ít rồi, không biết còn xịt đủ không. Tới còn ít. Dạ. Cái này đó. Đây thì tí người khác đẹp đi. Đi lên xe. Con Vinh nhìn chiếc kỹ chứ cưng lại còn dính không nghe. Con Vinh nhìn cái chân con coi. Xích vô con bước lên. Con Vinh đi vui không? Vui. Mà buồn xíu là có mấy con đó. Rồi, đi thôi. Rồi, để chân lên cao coi coi. Kiểm tra. Xem bà cố. Đây, bắt đầu. Cái đa trước thì tí coi về trước bắt đầu. Cái đa xa bác. Sao bà cố. Ủa, nhưng mà có đi vô trong gừng đó không bác? Có đi vô trong gừng giống vậy không? Có luôn hả? Có luôn. Thôi vậy. Thì thôi, bác ơi, đi bầu đại gì đó. Đi gì thác đi? Thác thì đã có thác gì đó. Có. Đây rồi. Dạ. Dạ, đi thác đi. Đi thác đi. 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 Sợ quá. Thôi. Bằng lăng 5 ngọn. Cây thiên tuế A là 3 điểm nãy đó. Có mình đứng đi 5 điểm vậy? Dạ. Đi một vòng đi ra bác ơi. Đi một vòng đi ra đi, đi ngồi vẫn được nữa. Không có cần đi vô trong đâu. Hello. Trên con đường này có một con suối chảy ngang con đường rất là đẹp luôn. Và nước thì rất là mát. Cả nhà mình có xuống đó chơi. Nhưng do không đủ bộ nhớ cho nên là những cảnh quay đó không có quay được. Rất là tiếc luôn cả nhà. Thôi thì một vài hình ảnh với không khí rừng núi. Mong rằng sẽ góp vui cho cả nhà trong ngày cuối tuần. Trang xin dừng video ở đây nha. Nếu cả nhà yêu mến Trang, hãy đăng ký kênh ủng hộ Trang nhé. Và đừng quên like và chia sẻ để Trang có thêm động lực làm những video tiếp theo tặng bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chào.